Dạ thì hôm nay em đi tham một dự thảo thì em thấy là bên Hằng Lương rất là chỉnh chu để mà tổ chức ra cái chương trình này cho các bạn có thể là tư vấn để mà đi du học, và cũng như là có rất là nhiều hoạt động để cho các bạn có thể là hiểu hơn về những trường để đi du học ở các nước khác, và cũng như là các cô ở đây cũng rất là các cô ở đây thì cũng rất là nhiệt tình tư vấn cho các bạn biết được mục tiêu sau này, hướng đi đúng đắn cho các bạn học sinh để mà có thể có được công việc tốt hơn cho tương lai. Nếu nói về yếu tố mà để chọn môi trường mà để em hoạt động và sinh sống thì nó có rất là nhiều yếu tố cần thiết, ví dụ như yếu tố giao tiếp, yếu tố môi trường và tất cả, nói chung là rất là nhiều yếu tố mà em cần có và môi trường phải có để em có thể hợp với nhau để em có thể sinh sống. Nếu nói về tiêu chí của một môi trường mà em muốn theo và học tập thì em nghĩ tiêu chí đầu tiên đó là bản thân em phải thích, và tiêu chí thứ hai là tiêu chí ngành mà em chọn. Tiêu chí mà trường em thích thì nó sẽ có phải xen lẫn một chút về danh tiếng, tại vì em cũng khá là thích những môi trường nổi tiếng và em muốn theo học những cái môi trường đó. Những cái yếu tố thời trang, những cái yếu tố sắc màu và yêu trường, cái trường đó mang tới. Dạ, em ấn tượng nhất là cái quầy đầu tiên em tới luôn, là quầy số 7 du học Úc. Dạ, những cái thông tin mà chị tư vấn trao đổi cho em thì những cái thông tin nó rất là minh bạch và nó rất là chính xác, giúp em cảm thấy là hiểu rõ hơn về cái ngôi trường đó và có thêm một cái lựa chọn mới cho những cái ngôi trường tương lai mà em muốn học. Tên tôi là Nguyên, đầy đủ là Nguyễn Hữu Huân, sinh năm 1966, hiện đang ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Hiện tôi, con của tôi là Nguyễn Gia Hân, hiện cháu đang học lớp 10 trường chuyên Bảo Lộc. Đúng, cũng rất là lo chứ, làm bố mẹ thì đương nhiên rồi, ai cũng phải lo hết. Lo cái thứ nhất là ngay cả các cháu nó đang còn nhỏ, đang dưới vị tuổi thành niên, mà thứ hai nữa là cháu nó lại đi một đất nước xa lạ, chưa tới lần nào, thì buộc theo như về phụ huynh chúng tôi rất là ngại, lo ngại về những vấn đề đó. Không, nếu cảm nhận của tôi hôm nay thấy rất tốt, để đó thì cũng là để cho tất cả những các em nó có thể nó trau dồi thêm kiến thức, có thể lần này chưa đi được thì có thể hẹn năm sau hay là một dịp khác nào đó để cho các cháu nó đỡ bỡ ngỡ ra ở bên một thế giới ở ngoài đất nước chúng ta.